Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Tuần mới, những con giáp này thăng quan, tài khoản này số ấm ấm. Tức là tử vi chỉ ra rằng là trong 7 ngày tới đây có 3 con giáp này hưởng mọi may mắn tiền bạc tăng lên chóng mặt. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Tý. Những người tuổi Tý vốn rất linh hoạt, cũng hay tìm tòi khám phá. Tuy nhiên thì tuổi Tý không thể nóng vội mà phải đi từng bước từ từ. Có như thế thì thành quả thu được mới càng thêm vững chắc và tài phú cũng dày hơn. Và tử vi cũng chỉ rõ rằng là trong 7 ngày tới vận thế của tuổi Tý chuyển biến tốt đẹp. Phúc, lộc, thọ, ba ngôi sao đều chiếu tới tuổi Tý. Và trong cái thời gian này thì tuổi Tý nhớ kỹ làm việc cho tốt, chăm chỉ, nỗ lực. Rất có thể trong cái khoảng thời gian này tuổi Tý thực sự sẽ làm nên cái sự nghiệp thuộc về mình. Thứ hai là người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi trong 7 ngày tới có ngôi sao may mắn chiếu đúng vào đường tài vận. Chính vì vậy mà cái sự nghiệp phát triển không ngừng, thu nhập tăng mạnh, chất lượng cuộc sống của tuổi Hợi cũng bước vào cái thời kỳ đỉnh cao. Cả người nhìn đâu cũng thấy tiền, cuộc sống dư giả hơn người. Và không dừng lại ở đó, trong cái thời gian này nhờ đường tài vận sáng sủa, tuổi Hợi không chỉ tiền bạc rủng rỉnh, còn có thể gặp được đối tượng mà mình ao ước, ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Hợi hoàn toàn có thể có được ý trung nhân mong chờ từ lâu. Tuy nhiên thì tuổi Hợi cũng phải thật sự nỗ lực mới có thể nhận được cái thành quả như ý. Và trong cái thời gian này dù mỏi mệt, hãy nhớ rằng thì có thể có tiền lại có thể thành đôi. Sau này sống ngày hạnh phúc, cơm áo gặp tiền không lo, cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ghen tị. Và con giáp cuối cùng trong 3 con giáp cực kỳ may mắn trong 7 ngày tới đấy là người tuổi Mùi. Và thời gian trước chúng ta biết rằng là tuổi Mùi đã phải trải qua nhiều những biến cố về cái tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên thì sắp tới đây mọi chuyện dần dần vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Tử vi chỉ ra rằng là vào cái thời gian 7 ngày sắp tới, vận may sẽ tìm đến đối với người tuổi Mùi, giúp họ thoải mái tinh thần, nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành công vượt trội hơn nữa. Và trong cái thời gian này, người tuổi Mùi không phải phiền não về chuyện đã qua mà thay vào đó là những cái tin tức vui tươi, cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Vâng, quý anh chị thân mến, thì trên đây thì quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về 3 con giáp rất may mắn, cuộc sống viên mãn, tình thiền đủ đầy trong 7 ngày tới. Và xin được chúc mừng những người có tên trong 3 cái danh sách này. Xin chúc các bạn sẽ biết nắm bắt cơ hội và gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.